Nên mình xin giới thiệu với các bạn món xôi nạc dứa và xôi gấc dẻo thơm ngon nhé. Đầu tiên thì nạc dứa mình đi xay này. Mình xay xong là chút nữa mình lọc cái nước ấy, rồi mình cho vào mình ngâm nhé. Như vậy thì xôi nên màu vừa đẹp lại vừa thơm nữa. Đấy, mình cho ra cái rây mình lọc này và mình vắt cho mình miếng nước nhé. Mình ngâm cùng với gạo, gạo nếp thì mình đã vo sạch sẽ và mình để ngâm cùng để cho nó lên màu này. Đó, mình cho một chút muối vào nhé để cho nó đậm vị. Mình cho luôn cả dừa đấy, nước cốt dừa đấy các bạn. Ngâm cùng như vậy thì nó sẽ rất là vừa thơm vừa ngậy nhé. Đó, mình ngâm khoảng 4 đến 6 tiếng nha các bạn. Và gấc thì mình đi lấy thịt gấc ở bên trong này. Màu rất là đỏ đẹp đúng không ạ? Sau đó là mình sẽ cho hai thìa rượu nha các bạn, để cho nó lên màu đẹp này. Mình bóp này, mình lấy thịt gấc này. Chút nữa mình sẽ trộn luôn cùng với nếp gạo nhé. Gạo nếp thì mình đã đãi sạch sẽ và mình đã ngâm từ 4 đến 6 tiếng. Đó, mình cho vào mình trộn nó lên màu đỏ rất là đẹp luôn đấy các bạn. Mình trộn xong thì mình mới lấy cái hạt gấc ra nha các bạn. Xôi gấc thì mình không trộn luôn cùng với lại nước cốt dừa nhé. Các bạn nào thích ăn mùi béo giống như là xôi nạc dứa thì trộn cùng với nước cốt dừa. Rất là đẹp. Các bạn nếu mà thấy video của mình hữu ích thì nhớ like, subscribe kênh chia sẻ giúp mình nhé. Nguyên liệu cụ thể như nào mình sẽ ghi rõ trong phần mô tả. Các bạn có thể xem lại. Đấy, hạt gấc rất là nhiều. Hai loại xôi này các bạn có thể cho vào nồi cơm điện nấu cũng rất là ok đấy. Nhưng mà mình sẽ cho nên để mình hấp thì nó sẽ dẻo thơm và tơi, sẽ ngon hơn là mình nấu vào nồi cơm điện nha các bạn. Nếu mà nấu vào nồi cơm điện thì các bạn là không cần phải ngâm gạo lâu đâu. Đấy, mình sẽ nót một lớp lá dứa ở dưới để hấp cho nó thơm. Ngâm càng lâu thì xôi càng dẻo càng ngon nha các bạn. Trong lúc chờ đợi thì mình đi nạo dừa này để chút nữa mình rắc lên mình ăn cùng cho nó bồi béo. Các bạn ăn nhiều dừa nạo thì nạo nhiều rồi nhé. Và có thể trộn trực tiếp vào cùng luôn. Đấy, xôi này, xôi mình đã hấp khoảng 45 phút. Bây giờ thì mình sẽ cho một chút dầu ăn lên để cho nó bóng xôi này. Nó nhìn rất là bắt mắt và trộn đường lên nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ hấp thêm khoảng 10 phút nữa là ăn được. Cái tùy từng khẩu vị của các bạn mà cho nhiều đường hay ít đường nhé. Đẹp vừa thơm vừa dẻo. Xôi này thì chúng mình nấu ăn bữa sáng ấy, hoặc là để thắp hương rất là ok.
Đấy, mình đã hấp xong rồi đây này. Bây giờ thì mình sẽ cho ra đĩa nhé. Và chút nữa mình mới rắc một chút vừng và dừa lên trên nhé. Đấy, cả hai xôi đều rất tươi là ngon này. Thơm, mỗi lần nấu món này là thơm nước mũi luôn, thơm hết cả phòng luôn, thơm xa tới nhà hàng xóm luôn các bạn. Đấy. Ừ, mình đã mua, người ta đã rang sẵn rồi ấy. Mình rắc dừa lên trên nhé. Các bạn có thể trộn trực tiếp vào xôi trong lúc mà các bạn cho đường vào luôn cũng được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Chúc các bạn làm thành công món này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại món khác.